Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng xuất phát điểm cũng đóng một vai trò rất quan trọng, góp phần nên sự thành công của một con người. Câu nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, chưa chắc đã đúng trong mọi hoàn cảnh. Với một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, chắc chắn là sẽ được hưởng một nền giáo dục tốt từ trường học và những tư duy giàu có từ ba mẹ chúng. Nhưng với một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì rất khó để có được điều đó. Các bài học được dạy từ sớm thì đứa trẻ sẽ có nhiều thời gian để rèn luyện và tích lũy kiến thức so với những đứa bạn đồng trang lứa. Vậy bạn có bao giờ thắc mắc người giàu họ dạy con cái những gì hay không? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 6 bài học mà người giàu dạy con cái nhé. 1. Hiểu cách đồng tiền vận hành như thế nào. Có một sự thật rằng, những gia đình nghèo khó thì rất ít nhắc đến các vấn đề về tiền bạc với con cái của họ, thậm chí xem đó là vấn đề nhạy cảm không nên đề cập tới, hoặc cho rằng con cái của họ còn quá bé để hiểu được đồng tiền. Trong khi đó, tiền bạc lại có mặt ở khắp mọi khía cạnh của cuộc sống, như là việc làm sao để gia tăng thu nhập, các kênh nào có thể kiếm tiền và đầu tư, tại sao một người lại được trả lương cao hơn người khác, thuế thì ảnh hưởng gì đến lương thưởng và thu nhập của một cá nhân. Tưởng chừng những câu hỏi trên là quá đơn giản, nhưng thực tế không phải ai cũng được nói về vấn đề này. Và hậu quả là một đứa trẻ lớn lên mà không được giáo dục về tài chính cá nhân thì sẽ không có nhận thức đúng đắn về tiền. Trong khi người giàu xem đây là vấn đề quan trọng và luôn được ưu tiên hàng đầu, họ giáo dục về tài chính cho con cái ngay từ khi còn bé, thậm chí là trò chuyện về các vấn đề tài chính cơ bản trong bữa cơm hoặc các hoạt động sinh hoạt gia đình chung. Một trong những cách đó là giả lập trò chơi tài chính trong gia đình, ví dụ như là thưởng cho con cái một khoản tiền tiêu vặt nhỏ nếu chúng hoàn thành xong việc nhà. Và đứa trẻ sẽ học được các bài học về giá trị đồng tiền. Chúng sẽ hiểu kiếm tiền là không hề dễ dàng và tư duy này sẽ được chúng áp dụng khi lớn lên và chạm với đời sống thực ngoài kia. Ở phía ngược lại, những gia đình nghèo khó, tiền bạc có lẽ chỉ được đề cập khi mỗi lần cha mẹ thiếu tiền đóng học cho con và thậm chí đó là những trận cãi vã đem lại cảm xúc tiêu cực cho những đứa trẻ. Vì vậy, nếu bạn ý thức được tầm quan trọng về tiền bạc, hãy tự trang bị kiến thức cho chính mình và những đứa con tương lai của bạn. Ngày nay, việc trang bị kiến thức tài chính cũng không quá khó. Bạn có thể tham khảo cuốn sách 101 lời khuyên tài chính về cá nhân của anh Thái Phạm do Happyla xuất bản. 2. Sự khác nhau giữa tiêu sản và tài sản. Người nghèo thường không kiểm soát được chi tiêu của mình, họ liên tục tiêu tiền vào những tiêu sản. Và để cho dễ hiểu, tài sản là những thứ giúp bạn kiếm thêm được tiền, còn tiêu sản là những thứ bào mòn tiền của bạn. Ví dụ, những chiếc xe hơi hay những ngôi nhà đắt tiền, chúng vẫn tốn chi phí của bạn hàng năm. Nhưng nếu nó không giúp bạn kiếm được thêm nhiều tiền hơn, thì nó là tiêu sản. Tương tự với một chiếc iPhone mới, những bộ đồ đắt tiền hay những thiết bị công nghệ đắt đỏ. Trong khi người giàu tìm cách đầu tư tiền của mình vào tài sản, ví dụ như họ mua những bất động sản và cho thuê, hoặc họ viết sách, bán chúng và có doanh thu đều đặn mỗi tháng. Bạn sẽ thắc mắc rằng, rõ ràng người giàu họ cũng mua xe, mua nhà, mua những đồ hiệu đắt đỏ cơ mà. Nhưng sự khác biệt là ở đây, họ dùng tiền sinh ra từ tài sản để mua sắm, chứ không phải tiền của họ. Vì vậy, lần tới, trước khi bạn có ý định mua một chiếc TV 4K, thì bạn hãy tính toán đến việc mua 2 căn hộ và cho thuê, sau đó lấy tiền thuê nhà đó, mua chiếc TV 4K. Và vì tiền mua TV chỉ là tiền cho thuê nhà, nếu bạn chẳng may có mất chiếc TV 4K, bạn vẫn còn tiền thuê nhà ở đó, và bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể mua thêm một chiếc TV 4K mà không cần suy nghĩ. Chính tư duy về tiêu sản và tài sản là thứ mà các gia đình giàu có luôn nhắc nhở những đứa con của họ mỗi ngày. 3. Trở nên hòa đồng và xây dựng các mối quan hệ. Người giàu luôn dạy cho những đứa trẻ cách để trở nên hòa đồng và kết nối với những người khác. Điều này là vô cùng quan trọng bởi vì cha mẹ hiểu rằng những kết nối là vô cùng cần thiết để có thể thành công trong cuộc sống. Hãy tưởng tượng xem, nếu một ai đó yêu mến bạn, vô vàn cơ hội sẽ được mở ra với bạn. Đi học thì được thầy cô quan tâm hơn, đi làm thì có nhiều cơ hội việc làm. Trong cuộc sống thì kết nối được với những người bạn tốt hơn và có thể nâng cao tư duy bản thân nhiều hơn. 4. Kiến thức quan trọng hơn tiền bạc. Có một câu nói có thể minh họa rõ điều thứ 4 này, đó là khoản đầu tư sinh lời nhất, đó là đầu tư cho bản thân bạn. Thoạt nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để làm được điều này thực sự không hề dễ dàng một chút nào. Xã hội bên ngoài sẽ đánh giá bạn thông qua những giá trị bạn đem lại, mà bạn chỉ có thể trao giá trị cho người khác khi chính bản thân của bạn có giá trị. Và đổi lại, bạn sẽ có được mọi thứ mà bạn mong muốn, trong đó bao gồm cả tiền bạc. Người giàu hiểu rất rõ điều này và đó là lý do tại sao họ dành rất nhiều nguồn lực để con cái họ có những điều kiện tốt nhất để học tập, trong khi rất nhiều gia đình nghèo khó lại không nắm bắt được tầm quan trọng của việc học, bao gồm cả những việc đơn giản như là đọc sách hay là tham gia các khóa học bên ngoài trường học. 5. Tạo dựng những thói quen tốt. Người giàu hiểu được sức mạnh của thói quen, ảnh hưởng đến sự thành công như thế nào. Mất 66 ngày để có thể hình thành những thói quen và mất hàng năm trời để nó đi sâu vào tiềm thức và trở thành tính cách, con người của bạn. Vì vậy, họ dạy cho những đứa trẻ ngay từ bé cách để xây dựng những thói quen cho đến khi chúng lớn lên. Những đứa trẻ này đã có thể trang bị cho bản thân những thói quen tốt để thành công. Ngược lại, người nghèo lại nuôi dưỡng những thói quen xấu, thậm chí là cha mẹ cũng có những thói quen xấu và họ không nhận thức được rằng chúng ảnh hưởng đến những đứa trẻ như thế nào.
bởi vì chị em như tờ giấy trắng và việc bạn viết gì lên tờ giấy đó là vô cùng quan trọng. 6. Đa dạng hóa nguồn thu thay vì tiết kiệm. Một trong những bài học mà những đứa trẻ trong gia đình giàu có học được đó là tìm cách đa dạng hóa nguồn thu nhập, và điều này chỉ có thể có được khi bạn trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết. Hãy xem lại điều số 4, khi tư duy tài chính của bạn được nâng cao, bạn sẽ biết được cách nào để sinh ra nhiều nguồn tiền cho bạn. Trong khi nhiều gia đình thì dạy con hãy làm việc chăm chỉ, ổn định, tiết kiệm thật nhiều tiền, nhưng họ không biết rằng ở ngoài kia có những người mà một tháng kiếm được tiền bằng những người làm lụng cả năm trời. Kết hợp thêm điều số 2 bạn học được trong video này, bạn sẽ thấy cuộc chơi tiền bạc không còn là cái gì quá phức tạp nữa. Việc tiết kiệm là không xấu, nhưng không có nghĩa là không còn cách nào khác để gia tăng nguồn thu. Đó là chưa kể, tiết kiệm đến mức tàn tiện sẽ giới hạn bạn khỏi những cơ hội mà bạn có thể không ngờ tới. Hãy nhớ rằng, đặt câu hỏi đúng sẽ dẫn đến câu trả lời đúng. Thay vì câu hỏi tôi phải tiết kiệm bao nhiêu, thì hãy đặt câu hỏi làm cách nào mà tôi có thể gia tăng được nguồn thu nhập của mình. Trên đây là 6 bài học mà người giàu dạy con của họ. Bạn thấy sao về 6 bài học này và tâm đắc bài học nào nhất? Có bài học nào mà Happy Life chưa nhắc đến hay không? Đừng quên comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like share video này cho nhiều người biết hơn nữa. Và hãy subscribe channel của Happy Life Station để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về đầu tư, kinh doanh, tài chính cá nhân và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.